Thưa Thủ tướng, tôi trông đợi là Thủ tướng sẽ có chuyến thăm rất là đáng nhớ với Philippines. Philippine-Vietnam relations are not only strong, but are also deepening. The concern we share as ASEAN brothers underscores the rich history we have as peoples of Southeast Asia. Quan hệ giữa hai nước chúng ta là mối quan hệ hết sức chặt chẽ và mạnh mẽ. Chúng ta đều là các nước thành viên của ASEAN và chúng ta là trong cộng đồng các người dân của Đông Nam châu Á. This concern was indeed highlighted in the wake of Typhoon Haiyan, with your government extending support and assistance for relief and rehabilitation efforts. This only demonstrates the deep friendship between our two nations. And as the Philippines builds back better, we remain confident in the prospects we share towards establishing a more prosperous and a more equitable ASEAN community. Và chúng ta cũng phải đối mặt với các vấn đề thách thức chung, ví dụ như cơn bão Hải Yến vừa rồi mà chúng tôi phải gánh chịu, và chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của Việt Nam trong quá trình cứu trợ và khôi phục, và chúng tôi cũng trông đợi rằng chúng ta sẽ có những nỗ lực để tiếp tục đóng góp xây dựng cho thịnh vượng chung của hai nước. Ladies and gentlemen, this afternoon the Prime Minister and I engaged in productive discussions on how we can further relations between the Philippines and Vietnam and how we can deepen areas of cooperation between our two countries. Thưa tất cả các bạn, chiều nay thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và tôi đã có cuộc hội đàm để bàn về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên, cũng như làm sâu sắc các mối hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể. In defense and security, we discussed how we can enhance confidence building, our defense capabilities and interoperability in addressing security challenges. Cooperation between our navies has been particularly robust, and we took note of recent staff-to-staff talks conducted in Manila in March 2014, where matters pertaining to exchanges in intelligence-enabled technology, among many others, were tackled. Hợp tác trong lĩnh vực về quốc phòng và an ninh giữa hai nước chúng ta cũng đang phát triển rất tốt. Chúng tôi thông qua hợp tác này giúp tăng cường hơn nữa sự tin cậy giữa hai nước, tăng cường khả năng của quân đội hai nước và khả năng có thể cùng hoạt động lẫn nhau. Quan hệ giữa hải quân hai nước cũng có những bước phát triển tốt, đặc biệt là trong cuộc thảo luận và đối thoại giữa hải quân hai nước vào tháng 3 năm 2014 vừa rồi. Và chúng tôi cũng trông đợi là sẽ tiếp tục có những hình thức hỗ trợ, có những hình thức thảo luận. I believe that continued cooperation with Vietnam as well as with other members of ASEAN in defense and security will only contribute to promoting regional stability. It is not an overstatement when I say that I look forward to increased collaboration between our respective defense agencies. Might I also add that both our nations are looking forward to jointly determining the prerequisites in forging a roadmap towards a strategic partnership. Tôi tin tưởng rằng tiếp tục hợp tác với Việt Nam cũng như hợp tác với các thành viên khác trong ASEAN trong lĩnh vực về quốc phòng và an ninh không những giúp thúc đẩy hơn nữa ổn định trong khu vực, và sẽ không là nói quá khi tôi nói rằng tôi trông đợi sẽ tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quốc phòng giữa hai nước. Và tôi cũng xin được nói rằng hai nước chúng tôi đang trông đợi sẽ đưa ra các điều kiện và thiết lập các yếu tố quan trọng để hướng tới lộ trình về xây dựng quan hệ đối tác chiến lược. We also exchanged views today on maritime cooperation, collaborative activities between the Philippine Coast Guard and the Vietnam Coast Guard have increased over the years to include areas such as oil spill preparedness and response, mechanisms for search and rescue operations, and mechanisms for information exchange, such as the hotline communication mechanisms between the Philippine Coast Guard and the Vietnamese Coast Guard, aimed at protecting our marine resources and suppressing illegal activities in the adjacent sea area. Chúng tôi cũng trao đổi ý kiến về hợp tác biển, về các hoạt động hợp tác giữa cảnh sát biển của Philippines và cảnh sát biển Việt Nam. Việc cảnh sát biển giữa hai nước đã gia tăng quan hệ hợp tác trong những năm gần đây, trong đó có những lĩnh vực như là phòng chống và ứng phó với tràn dầu, các cơ chế về cứu hộ cứu nạn, các cơ chế để trao đổi thông tin giống như là các đường dây liên lạc nóng hoặc là các cơ chế khác giữa hải quân, giữa cảnh sát biển Philippines và cảnh sát biển Việt Nam để bảo vệ các nguồn lợi thủy sản, để chống lại các hoạt động phi pháp trên biển và các vùng lân cận giữa hai nước. We face common challenges as maritime nations and as brothers in ASEAN. I believe continued cooperation between the Philippines and Vietnam will enable us to better protect our maritime resources as we pursue strategies that will redound to the growth of our respective peoples and economies. Hai nước chúng ta đều phải đối mặt với các thách thức chung với tư cách là quốc gia biển và các nước thành viên. Tôi cho rằng việc tăng cường tiếp tục hợp tác giữa Philippines và Việt Nam sẽ cho phép chúng ta bảo vệ tốt hơn các nguồn lợi thủy sản của mình khi chúng ta tiếp tục theo đuổi các chiến lược giúp cho sự tăng trưởng và vì lợi ích của người dân cũng như là vì khu vực. We also had the opportunity to discuss with the Prime Minister how the institution of transparency and our adherence to sound macroeconomic fundamentals have contributed to the resurgence of our economy. Tôi cũng có cơ hội để trao đổi với Thủ tướng về cách thức, trong đó các tổ chức của chúng ta cũng như là các yếu tố cơ bản của kinh tế vĩ mô giúp cho việc phục hồi kinh tế. We also discussed the prospects brought about by this resurgence and how it can strengthen trade and investment activity between our two nations. Chúng tôi cũng thỏa thuận với nhau về các triển vọng do sự phục hồi kinh tế đem lại và làm thế nào để chúng ta có thể tăng cường hợp tác trong thương mại và trong đầu tư. In 2013, Vietnam was the 18th top trading partner of the Philippines, with total bilateral trade amounting to $1.33 billion. Our objective now to attain two-way trade to the tune of at least $3 billion by 2016. We also noted that Filipino companies such as Jollibee, UIY, and San Miguel Corporation are already in Vietnam. This is indeed an important step in realizing our shared objective of equitable prosperity, and we look forward to working closely with Your Excellency in this regard. Năm 2013, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 18 của Philippines với doanh số thương mại là 1,33 tỷ đô la và mục tiêu chúng tôi đề ra là sẽ đạt được thương mại ở mức 3 tỷ đô la vào năm 2016. Chúng tôi cũng ghi nhận các công ty của Philippines như là Jollibee, Align Wayway, San Miguel đã có mặt tại Việt Nam và đây là một bước quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu về thịnh vượng chung và chúng tôi cũng trông đợi sẽ hợp tác chặt chẽ với Ngài Thủ tướng trong lĩnh vực này. In addition to this, we discuss opportunities available for tourism cooperation, such as cruise tourism development. The Philippines participated in the Cruise Tourism Conference in Vietnam in April of this year, and we invited Vietnam to participate in the Cruise Development Workshop to be held in the Philippines next month. I look forward to other innovative collaborations for tourism between our countries, since both our nations view this sector as an important driver for growth, not only for our economies but for ASEAN as a whole. Ngoài ra, chúng tôi cũng thảo luận các cơ hội trong tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, ví dụ như là phát triển du thuyền, du lịch du thuyền. Philippines tham gia vào hội nghị du lịch du thuyền ở Việt Nam tháng 4 năm ngoái và chúng tôi cũng mời Việt Nam tham dự vào hội nghị du lịch du thuyền tổ chức vào tháng tới tại Philippines. Chúng tôi trông đợi sẽ có các hình thức hợp tác sáng tạo về du lịch giữa hai nước, bởi vì chúng ta đều xem đây là một lĩnh vực quan trọng và là lực đẩy đối với phát triển kinh tế, không những cái nền kinh tế của chúng ta mà còn cả khu vực ASEAN. And as our countries together with our brothers in ASEAN tread the straight path to even more meaningful growth, it is my hope, Mr. Prime Minister, that all of us will remain steadfast to this shared aspiration, that by working together and even harder, by empowering our people to be partners in this endeavor, and by advancing the rule of law, we can truly build a Southeast Asia that is a wellspring of opportunity and a foundation of peace and stability. Và chúng ta cùng với các nước ASEAN anh em sẽ trải ra con đường để đi tới sự phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Và tôi hy vọng rằng, thưa Thủ tướng, tất cả chúng ta sẽ cam kết mạnh mẽ tới thực hiện được khát vọng chung, đó là chúng ta hợp tác cùng nhau mạnh mẽ hơn, trao quyền cho người dân để trở thành các đối tác trong các nỗ lực này và thúc đẩy pháp quyền. Và như vậy chúng ta có thể xây dựng được một Đông Nam Á tràn ngập các cơ hội và là nền tảng cho hòa bình và ổn định. Thank you. Xin cảm ơn. Thank you, Mr. President. May I now call on His Excellency Nguyễn Tấn Dũng, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam. Xin cảm ơn Ngài Tổng thống và bây giờ tôi xin được mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thưa Ngài Tổng thống Aquino, thưa các bạn Philippines và Việt Nam thân mến. President Aquino, Vietnamese and Philippine friends. Thưa các bạn, như Ngài Tổng thống Aquino đã nêu, tôi và Ngài Tổng thống Aquino vừa có buổi hội đàm rất thực chất và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. As mentioned by President Aquino, in the spirit of friendship, mutual trust and understanding, President Aquino and I have just had substantive talks with meaningful outcomes. Chúng tôi đã kiểm điểm tình hình hợp tác giữa hai nước và cùng nhất trí cho rằng quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp. We reviewed bilateral cooperation which we agreed that is growing strongly. Hai bên đều coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với nhau và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác theo tinh thần khuôn khổ hợp tác song phương trong 25 năm đầu thế kỷ 21 và thời kỳ tiếp theo, cũng như các thỏa thuận cấp cao đã có giữa hai nước. Both sides attached importance to the enhancement of bilateral cooperation and expressed resolve to make joint efforts for further advancing and deepening friendship and cooperation as guided by the framework of bilateral cooperation in the first quarter of the 21st century and the following period, as well as other high-level bilateral agreements. Trước hết, chúng tôi nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong chương trình hành động Việt Nam-Philippines giai đoạn 2011-2016 đúng thời hạn, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thông qua cơ chế ủy ban hợp tác song phương, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hợp tác ở các kênh đảng, quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm thắt chặt hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, trong đó có việc xúc tiến lập Hội hữu nghị Việt Nam Philippines và Hội hữu nghị Philippines Việt Nam. We agreed to effectively implement high-level agreements and achieve on schedule the targets set out in the Vietnam-Philippine Action Program for 2011-2016. We will continue to promote bilateral cooperation, commissions, increase exchange of delegations at high level and lower levels, cooperate via the channels of the party, parliament, people-to-people exchange, including joint efforts toward the establishment of a Vietnam-Philippine Friendship Association and Philippines-Vietnam Friendship Association for enhanced mutual understanding and trust. Thưa các bạn, tôi và Ngài Tổng thống Philippines cũng đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được về quốc phòng, an ninh, đẩy nhanh tiến trình đàm phán ký kết hiệp định dẫn độ, nghiên cứu thiết lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm hậu cần, công nghiệp quốc phòng, tích cực tham vấn, ủng hộ nhau tại các cơ chế hợp tác khu vực về quốc phòng an ninh như ADMM, ADMM+, ARF. Chúng tôi cũng tái khẳng định hợp tác biển đại dương là một trụ cột trong quan hệ hai nước. Nhất trí tiếp tục thường xuyên trao đổi, phối hợp lập trường, hợp tác có hiệu quả tại các cơ chế song phương như Ủy ban hỗn hợp về hợp tác biển và đại dương, nhóm chuyên gia pháp lý về các vấn đề hợp tác trên biển, thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu khoa học biển, khí tượng thủy văn và bảo vệ môi trường biển. Mr. President and I also agree to continue strengthening cooperation and actively implement bilateral agreements in defense and security, accelerate negotiations on the extradition treaty, study the establishment of a defense policy dialogue at vice ministerial level, advance cooperation in military, logistics and defense industry, and actively consult and support each other at regional cooperation mechanisms on defense and security, such as ADMM, ADMM+, and ARF. We also reaffirmed that maritime and ocean cooperation is a pillar in bilateral relations and agreed to continue frequent exchange of views and coordination of positions and effective cooperation at bilateral mechanisms such as Joint Commission on Maritime and Ocean Cooperation, the Group of Legal Experts on Marine Cooperation, and promote cooperation in marine science research, marine hydrometeorology and environment protection. Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác, chúng tôi nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2016, tạo thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, và mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, du lịch, đồng thời khuyến khích tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và du lịch. With regard to cooperation in economy, trade, investment and other areas, we agreed to continue strengthening cooperation to achieve the target of $3 billion in two-way trade by 2016, facilitate businesses of both sides in their contacts and exploration of business and investment opportunities, increase connectivity between the two economies, and ensure food security. We both wished to cooperate in finance, banking, and services, and at the same time encouraged cooperation and expansion of cooperation in other potential domains such as culture, education, healthcare, science, technology and tourism. Thưa các bạn, trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp hiện có, chúng tôi nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Philippines, đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện lên tầm cao mới. Theo đó, chúng tôi nhất trí lập Ủy ban công tác chung do hai bộ ngoại giao đứng đầu để xây dựng lộ trình tiến tới quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích của mỗi nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển chung của khu vực để sớm trình lãnh đạo cấp cao hai nước quyết định. Ladies and gentlemen, on the basis of existing good friendship, we agreed to further advance and deepen Vietnam-Philippines relations. We will elevate comprehensive growth of bilateral relations to a higher level, and we have agreed to establish a working commission headed by the two foreign ministries to establish a roadmap towards strategic partnership between Vietnam and the Philippines in the interest of the two countries' people and for peace, stability, cooperation and development of the region. Bên cạnh hợp tác song phương, chúng tôi cũng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước ASEAN khác, phấn đấu xây dựng thành công cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh vào năm 2015. Tiếp tục phối hợp hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. The roadmap for bilateral strategic partnership will be submitted to the high-level leaders of the two countries for adoption. In addition to bilateral cooperation, we also discussed extensively on regional and international issues. Both sides agreed to coordinate closely with each other as well as with other ASEAN countries to successfully build a united and strong ASEAN community by 2015. We also agreed to continue collaboration and mutual support at regional and international fora. Thưa các bạn, về tình hình Biển Đông, tôi và Ngài Tổng thống cùng chia sẻ quan ngại sâu sắc về tình hình đặc biệt nguy hiểm hiện nay ở Biển Đông trước việc Trung Quốc tiến hành nhiều hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, xâm phạm nghiêm trọng vùng biển của các quốc gia ven biển, nhất là vụ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và đưa nhiều tàu hộ tống bảo vệ xâm phạm sâu vào trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông. Hai bên kiên quyết phản đối và kêu gọi các nước, cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm nêu trên, triệt để tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và phấn đấu sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Friends, with regard to the situation in the East Sea, President and I shared the deep concerns over the current extremely dangerous situation caused by China's many actions that violate international law, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, and seriously infringe on the waters of coastal countries. In particular, China's illegal placement of the oil rig Haiyang 981 and deployment of escort vessels to protect the rig deep into the Vietnam's continental shelf and exclusive economic zone have seriously threatened peace, stability, maritime security and safety, and freedom of navigation in the East Sea. The two sides are determined to oppose China's violations and called on countries and the international community to continue strongly condemning China and demanding China to immediately end its above-said violations and fully, strictly observe the international law, the 1982 UNCLOS, the Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea, DOC, and make efforts for the early achievement of the Code of Conduct in the South China Sea, COC. Thưa các bạn, cuộc hội đàm giữa tôi và Ngài Tổng thống Philippines đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi đã đạt được những nhận thức chung quan trọng về phương hướng phát triển quan hệ song phương cũng như hợp tác ở khu vực và ở khu vực trong thời gian tới. Ladies and gentlemen, Mr. President and I had fruitful bilateral talks with important common understanding on the ways forward for bilateral cooperation as well as our cooperation under the regional frameworks in the future. Xin cảm ơn Ngài Tổng thống Philippines, các bạn Philippines và tất cả các quý vị. Again, I thank President of the Philippines, Philippines friends, and you all. The interaction of the President and the Prime Minister with members of the mass media has just been concluded. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Prime Minister. And thank you, members of the press. Good evening to all. Xin cảm ơn Ngài Tổng thống và Ngài Thủ tướng. Katatapos lamang po ng press conference, joint press conference sa Malacanang, ni Pangulong Noynoy Aquino at Vietnamese Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng. At dito nga po ay napag-usapan at ibinahagi ng dalawang leader yung pagpapalakas pa po ng ugnayan ng bansang Pilipinas at ng Vietnam, lalong-lalo na po sa larangan ng depensa, maritime security and safety, at gayon din sa extradition issue, pati na ho sa usapin ng turismo. At sinasabi na inaasahang magkakaroon pa ng mas makabuluhan at malalim na ugnayan ang dalawang bansa. At sinabi rin po kanina ni Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng na naging makabuluhan ang kanya naging pakikipag-usap niya kay Pangulong Noynoy Aquino.